Con thơ có mà. Rồi, xin mời trong buổi chào tay hôm nay xin mừng người mẹ và chúc quả tươi các con trẻ đến. Xin mời những bà mẹ nào có con thơ hay là các bà có cháu được ơn, xin mời lên để làm chứng cho mọi người về quyền năng và phước suất của Chúa. Dạ, con xin kính chào cha và cộng đoàn. Con là Maria Lê Thị Ngọc Sơn. Dạ, con 26 tuổi, ở giáo xứ Trúc Lâm, giáo hạt Phương Lâm, giáo phận Xuân Lộc. Con kết hôn năm 2011. Rồi lúc đó con 20 tuổi. Thì khi mà con mang thai đến đầu thì bị sảy. Rồi 6 tháng sau con có thai tiếp. Thì đi khám đó, bác sĩ nói là thai yếu không có giữ được. Thì khi đó thì con có tâm sự với má của con. Thì má của con thấy khấn xin lòng thương xót Chúa. Lúc đó là cha con là lên giáo xứ Ba Đình nuôi ấy. Thì chồng con mới chở con lên đó. Thì xin cha đặt tay cầu nguyện. Và bây giờ con sinh một bé này 5 tuổi. Con mấy tuổi rồi? 5 tuổi. Học lớp mấy? Học lớp trời. Rồi, con tên là gì? Con tên là Vi. Con tên là Vi. Con biết đọc kinh không? Có. Làm dấu không? Có. Làm dấu tay. Rồi, đọc kinh cao lên. Lạy cha chúng con có cha trời, chúng con nguyện ơn cha sáng sát, như cha chỉ đây, đây cha về, như lắm cũng như cha trời, xin cha cho. Rồi, con còn muốn chia sẻ gì với cha cộng đoàn đây không? Dạ, con cũng có một ơn Chúa ban cho gia đình con. Đó là khi mà con vừa sinh bé này xong được 2 ngày thì chồng của con bị sỏi thận ứ nước là phải nhập viện. Thì khi mà bác sĩ nói là phải tán nội soi thì con cũng đọc kinh cầu nguyện. Và một điều thì lại xảy ra là khi mà con ăn chay nguyên một tuần thì chồng của con là bị tiểu là đa viên sỏi. Giờ thấy chồng bị sỏi thận, nó ăn chay, rồi chồng nó đi tiểu ra cái bị sỏi thận. Ta thấy một cái mối tương quan, vì khi mình cầu nguyện thêm chị em, Chúa nắm thấy với Faustina rằng là lời cầu nguyện của con phải kèm với hy sinh. Khi mà Faustina thấy biết một linh mục sắp xa ngã, đi vào đường phạm tội, sắp xa ngã, bỏ cái đời sống linh mục, thì thấy Faustina nói chuyện với Chúa và cầu nguyện với Chúa. Chúa bảo là con phải có hy sinh đi kèm với lời cầu thì mới có giá trị. Và Faustina suốt một tuần lễ ấy cầu nguyện và chịu biết bao nhiêu là đau đớn về mặt thân xác cũng như tâm hồn, bị hiểu lầm, bị nghi ngờ, bị nhảm pha đủ thứ. Và Faustina kiên trì cầu nguyện và chịu đựng đau khổ, cuối cùng kết cục là vị linh mục ấy đã được ơn quay trở về và không bị xa ngã nữa. Nhiều lần Faustina đã cầu nguyện và đều có kết quả rất tốt, nhưng luôn luôn là hy sinh, là đau khổ. Giống như cô bé này vừa mới nói, con ăn chay nguyên một tuần và chồng con đi tiểu là cục sỏi. Đấy, thưa chị em, phải như vậy thôi. Cứ một và nghĩ đến một lần. Rồi, con lại nhận được món quà của lòng Chúa thương xót nha. Đây, đây, ý kiến thế này. Con lại nhận ngay 500 ngày giả của lòng Chúa thương xót để về cho chồng con của con nghe. Và chúng ta thấy hôm nay còn anh chị em nào còn đã hơn nào nữa không ạ? Có con hơn muốn lên chứng rồi.